Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể chư quý vị. Hôm nay là ngày 22 tháng 3 dương lịch năm 2023, nhằm ngày 11 tháng 2 âm lịch. Xưa cũng tình cờ mà hữu duyên có mặt trong buổi tối hôm nay để chia sẻ với quý vị một bài pháp. Bài pháp này có cái chủ đề, chúng sanh là chủ nhân của nghiệp. Bài kinh này hay lắm quý vị. Bài kinh này hay lắm, nhưng mà cũng dễ nghe. Nè, bài kinh này hay lắm. Nhưng mà sau khi sư thuyết bài kinh này xong rồi thì những cái xong hết rồi thì sư nhớ gì sư nói nấy. Cũng như là chia sẻ thôi. Chia sẻ tu hành thôi. Đó. Cùng quý vị thôi. Có duyên biết gặp lần này và có gặp nữa hay không. Đó. May đâu gặp lần này rồi không gặp nữa hay sao. Bài kinh này có cái tựa đề là chúng sanh là chủ nhân của nghiệp nha. Để nói cho quý vị tìm cái bài kinh này coi luôn. Bài kinh này hay lắm. Đó là quyển 3 Trung Bộ Kinh đó, trang 474 Trung Bộ Kinh ngang của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu đó. Bài kinh này hay lắm. Bài kinh này là Đức Phật thuyết tại thành Sa-bát-thi, sau về Chê-ta-quá-ná Kỳ Đà Lâm, tại tỉnh xá của ông Má-na Thế Bình Đi Cá cấp cô độc. Đó, quý vị đi tới đó chưa? Tới chưa? Sư chưa tới. Đó. Cái lý do mà có cái bài kinh hay như vậy đó là trước đó phụ thân của cái ông này, là ông Tô Đế Giá. Phụ thân của ông này là ông Tô Đế Giá. Thì cái ông này đó, ông rất là giàu. Ở trong cái vùng đó, ông giàu lắm. Giàu mà có của gì lắm. Nhưng mà ông có một cái là ông không có bố thí cho ai. Và ông không có cho ai cái gì hết. Ông rất là keo kiệt, bỏng sẻn đó quý vị. Để giữ của đó, ví dụ cái người mà bỏng sẻn, họ làm tích góp của cải á, tích góp thật là nhiều, rồi cuối cùng là họ chết, họ bỏ lại cái đó. Nhưng mà trong cái quá trình họ tích góp, họ làm rất là nhiều cái chuyện không phải là thiện nghiệp không. Nhưng mà có đôi khi là mua gian bán lận nữa. Đó, tích góp rất là nhiều. Rồi sau khi mà ông sắp sửa ông chết á, ông chưa có kịp để ông nói với con ông nghe, thì ông chết. Nhưng mà ở trong cái thời lúc mà ông hấp hối á, thì ông này ông rất là giàu. Rồi sau khi mà ông chưa kịp chỉ cái hầm tài sản của ông cho con ông á, thì ông lúc đó ông nhớ. Ông hấp hối vì nhớ. Mà bởi vì nhớ, vì thấy trong quy luật pháp nó giải thích mà khi mà mình gần chết á, mà mình không có tu hạnh, mình khởi cái tâm tham hay tâm sân, mình nhớ cái gì á, thì mà sau khi mình chết á, là mình phải đi xuống á. Thì cái ông này, ông giờ phút ông sắp chết á, tới giờ cận tử, ông nhớ cái đó, ông khởi tâm tham lên, cái ông tái sanh làm con chó ở trong nhà ông á. Thì ông khi mà sau này ông làm con chó, khi ông lớn lên ở ông đó thì ông nằm cái chỗ hầm vàng á, nằm ở đó hoài à, đi đâu về cũng nằm đó trơn. Thì khi mà Đức Phật đi khất thực, đi ngang qua đó, thì con chó nó ra nó sủa vậy đó. Thì Đức Phật ngài nói thì nó hiểu, ngài biết Đức Phật là ngài, là ngài nói con chó nó hiểu. Ngài nói thôi giờ làm chó rồi mà còn sủa gì nữa, thôi lo tu đi đó. Nhưng mà không biết cái lý do nào mà ngài nói hiểu. Thường mình nói con chó nó không hiểu, phải không? Tiếng người hay tiếng chó nó ít hiểu. Mình nuôi chó lâu ngày mình nói thì có thể nó hiểu được cái ý thôi, nhưng mà ngài nói hiểu. Thì nhiều lần như vậy thì ông khi mà ông đi về đó, thì ông thấy thường khi mà ông về con chó nó ra nó mừng,
Có một hôm ông về, ông thấy con chó nó không ra, mà nó buồn dữ lắm, buồn thiếu à. Đó. Thì ông mới nói, ông mới hỏi là mấy cái người làm, hỏi là ai mà làm cho con chó nó buồn vậy. Thì lúc bây giờ là mấy người làm nói rằng là có một cái ông sa môn đi ngang qua, không biết ông nói cái gì đó. À, bây giờ bữa giờ nó buồn lắm. Đó. Thì hôm đó ông chẳng Đức Phật lại, ông hỏi đó. Thì Ngài khiến cho con chó nó tới cái chỗ cái hầm đó. Đó. Chỉ chỗ đó. Khi mà tới đó chỉ cái chỗ cái hầm vàng của ổng, ổng moi lên thì ổng thấy quá trời là của cải châu báu gì đó luôn đó. Quý vị tin không quý vị? Tin không? Mình tin chứ ha. Đúng không? Một cái chuyện thật là quá kinh khủng. Khi mà một cái hầm vàng mà ở dưới nhà mình không bao giờ mình biết. Không những mà tin mà còn trúng mánh nữa. Đó. Một số lượng rất là của cải rất là nhiều đó. Thì ông này tự nhiên lúc đó ông khởi cái niềm tin lên với Đức Phật. Là cái ông đó là ông mà làm chó, là ông mà làm môn á. Thì sau khi ông tô đại giá này đó, khi mà ông khởi cái niềm tin đến Đức Phật thì ông mới tới hỏi Phật. Ông hỏi bạch Thế Tôn, con muốn biết là cái lý do gì mà cũng đồng sanh làm người, trong thế gian này cũng đồng sanh làm người nhưng mà không có ai giống ai, khác nhau dữ lắm, không giống ai, không ai giống ai hết á. Nó có cái nhiều cái chuyện mình nó sai khác lắm đó. Thì Ngài nói rằng là cái đó là do nó nghiệp chi phối. Chúng sanh là chủ nhân của nghiệp à, thừa tự nghiệp. Nghiệp là quyến thuộc của chúng sanh. Do nó cái nghiệp này nó chi phối chúng sanh, thành ra nó có những cái sự sai khác như vậy à. Thấy không? Mà nghiệp là cái gì? Nghiệp là cái từ Bali là căm má. Nghiệp có nghĩa là hành động, việc làm hay là cái sự tạo tác của chúng ta mỗi ngày. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây là chúng ta là thân nghiệp thiện này, khẩu nghiệp thiện này, ý nghiệp thiện. Thì cái người mà thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện như thế này đó, sau khi mà tắt thở mà đi đầu thai, họ đi tái sanh là tái sanh lên làm cõi người, cõi chư thiên. Thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện, bởi vì người ta mới tu không cái gì. Còn thân nghiệp mà bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện, thì sau khi mà sắp sửa chết là toàn là cái ác nó lên không à. Đi đâu? Đi đâu với cái tâm đó? Thấy không? Thì phải đi xuống thôi. Nhân quả nó vậy mà, phải đi xuống. Đó thì Ngài nói rằng là chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự nghiệp, nghiệp là quyến thuộc của chúng sanh. Đó. Thì bây giờ Ngài mới nói rằng là nó có 7 cái trường hợp tương phản với nhau. 7 cái trường hợp tương phản với nhau. Thì cái người mà có tuổi thọ cao á, sống lâu á, thì cái người này không có sát sanh. Bởi vì thấy có nhiều người không có sát sanh đâu, họ sống lâu lắm. Đó. Cái người mà yếu thọ đó là người sát sanh. Người sát sanh. Rồi cái người mà nhiều bệnh á, cái người đánh đập chúng sanh khác. Cái người mà ít bệnh á là không có đánh đập. Mà cái này sư thấy có nha quý vị. Ví dụ quý vị thấy mấy cái người mà họ ở trong mấy cái lò mổ, họ giết gà, giết heo, hoặc là họ làm đủ nghề hết trơn á, mưu sinh á, nói chung là cuộc sống á, quý vị ra ngoài đời quý vị thấy mà, quý vị là người đời mà quý vị biết mà. Không? Họ ở trong mấy cái lò mổ á, họ giết kinh khủng, ngày nào họ không giết hết trơn á. Đó. Họ giết vậy là do nó cái chúng sanh này nó có cái nghiệp sát sanh. Sau khi họ sanh lại rồi họ chết yểu nghĩa là quý vị thấy là bây giờ có nhiều chúng sanh á, nó vừa mẹ vừa mang bầu là đã bị phá thai rồi. Đó. Chết yểu á, do nó cái nghiệp sát sanh á, mà sanh ra quý vị thấy có đứa bé. Có đứa bé nó chết rất là sớm. Hôm bữa tôi coi trên truyền hình thấy chết rồi mình thấy rùng mình á. Nhỏ đi xe đạp nó vừa lái xe ra thấy cái ông xe ba gác ông chở mấy cái tấm tôn á. Ông đang đi vậy nhỏ vừa qua cái ông quẹo cái đầu sau cái tấm tôn nó xuyên qua nó cắt cái chỗ này, đứt cái chỗ này luôn. Ngã xuống cái đọt chết tại chỗ. Cái đó là do nó cái nghiệp sát sanh. Thế nên nó khiến cái quả nó phải trổ như vậy, đặng chết yểu. Đó. Đó là trường hợp sát sanh đó. Chết đâm, chết chém, chết bờ, chết bụi, chết bom, chết đạn, chết lửa, chết động đất. Đủ thứ chết hết. Là trẻ nhỏ chết rất là nhiều ạ. Đó. Thì cái đó là do nó nghiệp sát sanh. Sát sanh nhiều quá thì thử ra nó phải khiến cái quả nó trổ là phải chết yểu. Đó. Rồi cái người mà không sát sanh là sống lâu. Ở đây là chỉ nói sống lâu thôi nghe, chứ còn sống lâu hay là như thế nào thì chút nữa sẽ nói thêm. Thí dụ cái người sống lâu mà cái người đó không có sát sanh, mà không có sát sanh mà người đó không có bố thí. Cho nó nghèo mà nghèo tàn, nghèo mạt, nghèo khạt ra trơm, mà nghèo ho ra máu, nghèo mà không có gì ăn luôn.
đâu có bố thí, có giữ giới mà không có bố thí. Cho nó nghèo kinh khủng là nghèo, nghèo mà đi xin ăn luôn á, mà sống lậu dữ lắm, sống dài dữ lắm. Nè. Sống già, sống giết á, sống thiết, sống thà, sống lâu dữ lắm. Đó. Mà cái nghiệp nó chưa có chết thì có phải sống thôi. Đó, sống. Đó là hai trường hợp. Rồi trường hợp thứ ba là người thì đẹp, kẻ thì xấu. Tôi xin hỏi nhỏ vì những câu tôi hỏi nhỏ thôi. Quý vị có muốn đẹp không ạ? Có chứ đúng không? Đó. Phải không? Mà đẹp là cái quả nha. Còn cái nhân là phải đừng có sân hận. Đó. Đừng có một chút là bực mình khó chịu, buồn phiền, phản ứng, sân hận. Ta nói động tới mình chút mình nhảy động 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 lên. Đó là mình sân hận quá. Thì nếu mà mình sân hận như vậy á, thì sau này cái quả nó trổ cho mình á. Mà nếu mà mình sanh này làm người, mình là người xấu dữ lắm. Mà mình đâu muốn xấu. Mình xấu nếu mà mình đi hai người mà đi xin việc làm, một người đẹp người xấu, bảo đảm vô ta nhận người đẹp à. Đó. Người xấu quá ai nhận? Tại vì người ta làm những cái công việc người ta cần cái ngoại hình. Chẳng hạn như ta làm tiếp thị, tiếp viên, hoặc là tiếp viên hàng không, hoặc là thí dụ người ta làm du lịch rồi đó. Hoặc là ngay cả cái người mà bồi bàn người ta cũng cần cái ngoại hình đẹp nữa. Thấy không? Mình xấu thì mình khổ. Đó mà xấu là cái quả rồi. Cái quả rồi. Đó. Nên thành thử ra đẹp sắc là do người này ít sân hận. Không phải là người này không có tham sân, tại hay còn phàm nó còn tham sân si à. Nhưng mà do cái bản năng hay là cái tánh của họ ít sân hận, hay là nhiều người có tu, có cái sự nhẫn nại. Đó. Có nhiều người cái tánh nó sân hận dữ lắm. Sư lúc mà sư chưa đi tu sư sân dữ lắm. Tánh nóng. Đó. Đúng chút là trái ít lòng là nổi điên lên à. Đó. Cái đó nó không tốt. Đó. Nhưng mà mình cứ làm đó hoài là nguy hiểm. Người mà ít sân hận thì cái quả nó trổ đẹp, mà người sân hận thì cái quả nó trổ xấu. Đó, thì thử xin nêu lên những cái lời mà Đức Phật nói cho anh thanh niên xuất phát tô đi giá thôi. Còn nhân quả quý vị thì quý vị tự quyết định lấy. Đó. Đó, cái người mà sanh vào một cái chỗ cao quý, cái chỗ mà người ta gọi là thượng lưu á quý vị. Đó, thượng lưu á. Rồi một cái người sanh vào một cái dòng nô lệ. Đó, thì nó có 7 cái sự tương phản với nhau. Đó, một chỗ sanh nơi rất là cao quý, một chỗ sanh nơi nô lệ. Đó. Thì cái người này á, là có cái tánh là ganh tị. Thì cái người mà nhiều quyền thế là cái người này họ không có ganh ghét. Ganh tị, ganh ghét những cái mình thấy người ta có tài, mình ganh ghét. Mình thấy người ta có sắc, mình ganh ghét. Mình thấy người ta được quyền hơn mình ganh ghét. Mình thấy người ta, ví dụ cái phước quả người ta trổ mình không ưa. À, mình ganh ghét. Cho nên mình có cái tâm ganh ghét, mà ganh ghét là nhân xấu. Sân tật lẫn hối, sân tật tật đố ganh tị á. Cái này là nằm trong trong sở hữu sân phần. Trong quy vị pháp á, sở hữu sân phần, sân tật lẫn hối. Đó. Thì cái người mà cứ tật đố ganh tị á, cái này có vị, không phải không có, nhưng mà chúng ta ai cũng có hết trơn á. Ai cũng có hết trơn á, hay còn phàm là có, nhưng mà quan trọng là mình có nhiều hay là có ít, hay là rồi quan trọng là mình thấy cái sự nguy hiểm của nó, rồi mình tu tập mình bỏ lần bỏ bớt. Mình nếu mà mình cái người biết tu á, mình đổi từ cái tâm mà ganh tị á, trở thành cái tâm mà tỳ hỷ. À, có nghĩa là mình vui theo á, mình vui theo cái phước nhân hay là cái phước quả của chúng sanh đó thì tự nhiên mình an lạc. Tại sao vậy? Tại vì cái chức năng của cái tâm mà ganh tị là cái chức năng tâm bất thiện, tâm sân, mà cái chức năng của cái tâm mà tỳ hỷ công đức của người khác á, là cái chức năng tâm thiện. À, thì cái chức năng tâm thiện thì nó có này. Tính này, niệm này, tàm này, quý này, vô tham này, vô sân này, hành xả này, tịnh thân này, tịnh tâm này, khinh thân, khinh tâm này, nhu thân, nhu tâm này, thích thân, thích tâm này, thuần thân, thuần tâm này, chánh thân và chánh tâm, bi và tỳ hỷ. Nó có rất là nhiều cái phẩm chất tâm tốt sanh lên cho một cái tâm thiện đó. Nó làm cái việc là mình tỳ hỷ, nghĩa là mình vui theo cái phước nhân và cái phước quả đó, thì mình không có cái này. Mà mình có cái này thì mình không có cái kia. Đó. Như vậy thì một người họ không có ganh tị thì họ sanh vào một cái gia đình rất là có quyền thế. Đó. Cái người mà ganh tị thì sanh vào một cái gia đình là nô lệ. À. Giai cấp thấp, ngày xưa bên Ấn Độ có 4 giai cấp đó quý vị, thì biết ha. Giai cấp vua chúa, bà la môn, thương gia, giai cấp nô lệ. Rồi thêm một cái nữa, để nói hết 7 cái này á, thêm một cái thứ năm nữa là người giàu kẻ nghèo, cái này là mới quan trọng nè. Cái này là mới quan trọng nè.
Nếu mà cái người mà không có bố thí á, sau này mà sanh ra đó, là sanh vô trong một cái gia đình là những cái cha người mẹ thì ở gần ba cái đống rác, đi mua dây chai bán giúp đất, rồi bán hàng rong, rồi ở dưới mấy cái chỗ mà sớm chài cá, nó ở mấy cái chỗ mà bẩn thỉu dơ giấy, đó, đã nghèo rồi mà còn khổ xấu, đó. Thì đó đó, cái người mà không có bố thí, còn người mà có bố thí thì tự động họ sanh ra, họ sanh trong một cái gia đình khá giả, đó. Cả một cái cuộc đời của họ là được cha mẹ nuôi, được ăn học đến nơi đến chốn, như vậy mới là gọi là đáng sống, nhân tốt mà. Còn một cái người mà quá khổ, quá khổ có đôi khi họ học không được nữa, vậy dốt luôn, không có tiền, tiền đâu học, không có tiền, tiền đâu đóng tiền học. Bây giờ quý vị mà muốn có hiếu với cha mẹ mà quý vị không có tiền, quý vị không có mua thuốc mua thang được cho cha mẹ thì quý vị cũng không làm tròn bổn phận làm con nữa, cho nó thiếu phước. Nên là thử ra chỉ bố thí là bố thí cho quý vị, cái người bố thí là bố thí cho mình này, mà thường thì mình thấy mình cho người ta, nhưng mà cái đó là cái nhân mình làm đó. Tại vì mình đi trong sanh tử luân hồi, mình nhờ bố thí mà, mình nhờ phước bố thí mà mình mới sống được chứ. Ngay cả cái người đi tu cũng vậy nữa, sư đi vô đây sư đi tu nè, sư đi vô đây sư thuyết pháp, sư cả mời sư vô dạy thuyết pháp này, là sư phải xử lý các cái công việc ở quầy cái chỗ sư ở đó. Xử lý mình phải sắp xếp này kia kia nọ, mình phải trả tiền cho những cái người họ giữ cái chỗ đó này kia nọ, rồi mình mới đi được chứ, đó, mình mới đi làm phận sự được chứ. Còn nếu bằng không á, rồi ai tới giữ cái chỗ cho mình để mình đi đây, đó, thì nói vậy đó. Nó là cái phương tiện mà cần phải có. Nhưng mà cái người mà sử dụng cái phương tiện như thế nào đó thì cái chuyện khác. Bạn lấy cái số tiền này bạn đi đánh cá độ đá banh, cờ bạc, đó, làm những việc bất thiện thì cái đó là chuyện khác nữa. Đó, mà lấy cái mình có phước này, mình lấy cái phước này, cái phước quả này mà mình làm những cái thiện nghiệp để mình trang trải cuộc sống, mình làm ích cho xã hội, làm ích cho bản thân thì đó là điều tốt. Đó là điều tốt. Có nhiều cái câu chuyện mà để chúng ta học hỏi lắm. Ở quầy ngay chỗ nhà sư có nhiều người cái tự nhiên cái đang nghèo như cái đùng cái trúng số, trúng đất, trúng số. Mà cái đó là họ dù họ trúng đất hay là trúng số, cái đây là được gọi là cái hậu báo nghiệp. Một cái nhân nào từ hồi quá khứ họ làm đó, bây giờ nó mới trổ. Có nhiều cái hành động mình làm ở hiện tại, nó chỗ hiện tại luôn, gọi là hiện báo nghiệp, chỗ ngay tức thì luôn. À, chỗ ngay tức thì luôn. Thí dụ làm thiện thì nó đổ thiện luôn. Dạo thời Đức Phật có đó, ông Bà La Môn một áo đó, ông cúng cái y một cái chiếc y cho Đức Phật mà trời biết bao nhiêu mà vua chúa ập tới mà cúng cho ông ăn mà ngợp luôn, ăn không nổi luôn đó. Đó là gọi là hiện báo nghiệp, cho quả hiện tại luôn. Đó là thiện. Còn ác á, đi ra mình ra giết ta đi, hiếp dâm giết người đi rồi đem vô tù sự bắn liền à. Đó là ác thì nó cũng cho hiện tại luôn. Thì những cái hành động thiện hay là ác này cho quả hiện tại luôn thì gọi là hiện báo nghiệp. Rồi những cái hành động thiện hay là ác thì nó cho quả kiếp sau. Kiếp sau là kiếp sau mình chết nè, là mình được sanh làm người trở lại, mình sung sướng, mình đầy đủ ngũ căn, mình được sanh làm chư thiên, mình hưởng ngũ dục công đức, hay là mình rớt xuống dưới hàng ngạ quỷ, thì đó là cái kiếp thứ hai. Những cái hành động sẽ cho cái sanh báo nghiệp. Rồi có những cái hành động cho là hậu báo nghiệp, nghĩa là cái đời thứ ba trổ về sau, bất cứ lúc nào, ngay cả phàm cũng bị mà thánh cũng bị luôn. Thánh cũng bị đó. Vì có cái câu chuyện mà chúng ta thấy cái câu chuyện không? Có cái bài kinh mà Chư Tăng thường đọc á. A chi răng quá ta văn ca vô bá ta quy mã tí xét xá tí chú thô a bê ta quy nhà nô. Đi ra thàn nó cái rinh làm tí. Cái bài này là họ đã sư tụng mà sư không biết. Sau này sư coi ở trong kinh đó, sư mới biết là cái bài này là có một cái vị tỳ khu mà cái vị này là lúc ban đầu vị tu cái vị bị bệnh. Bệnh cái ban đầu nó nổi là mấy cái mục nhỏ thôi. Rồi sau khi mấy cái mục nó bự lên, nó bự lên như cái trứng gà kia, nó vỡ ra. Nó vỡ ra rồi bắt đầu cái nó bị chảy cái nước ra. Nó chảy cái nước ra khắp mình luôn, cái nó thúi đi. Lúc ban đầu thì có rất là nhiều người chăm sóc, rồi xét thời gian người ta không chăm sóc nổi nữa, do nó dơ quá, dơ thúi quá người ta bỏ. Cái Đức Phật thấy vậy, mà Đức Phật cũng biết rồi, cũng biết căn nguyên của cái vị này rồi, thì Đức Phật mới xuống đó, mới sửa soạn cái chỗ đó chuẩn bị nấu nước á. Thì mấy vị sư thấy Đức Phật mà còn đi xuống đó chuẩn bị nấu nước rồi quý vị ốp vô làm tay chân. Thì lúc Đức Phật giang ra để cho quý vị vô làm tay chân rồi bắt đầu cái tắm rửa vị đó. Cái vị mà bị bệnh á, bị bệnh mà cái xương nó mục luôn quý vị, gãy xương luôn. Rồi cái tắm rửa sạch sẽ, giặt y giặt áo phơi cho khô về nắng để quý vị đã nằm đó. Khi mà được tắm rửa sạch sẽ bắt đầu cái thân thức thọ lạc. Cái cơ thể chúng ta nó có hai dạng, một là thân thức thọ khổ, hai là thân thức thọ lạc. Khi mà chúng ta bệnh đau á thì nó sẽ khởi lên một cái thân thức thọ khổ. Mà thường á thì thân thức thọ khổ là mình là tâm sân thọ u. Đó.
thân khổ và tâm khổ luôn. À, rồi một cái thân thức thọ lạc nữa thì cái tâm của mình đó là nó thọ hỷ và tâm thiện. Cái đó để nói sau. Khi mà Đức Phật tắm là mấy vị sư tắm rửa cho cái vị tỳ khu này xong rồi đó, thì để vị đó nằm đó, thì Đức Phật mới nói cái câu kệ này: A chi rằng quá ta giang ca vô bá tha quyền ma ti sát sát thế chú thô bê ta quỳnh nhà nô ni ra thành ca liên cái đàn tí. À, là cái bài kinh đó là dịch ra tiếng Việt là: thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu, khi tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm trên mặt đất như khúc gỗ, không còn lợi ích nào nữa. Không? Thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu, khi tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm trên mặt đất như khúc gỗ, không còn lợi ích nào nữa. Thì vị này nghe xong bài kinh đó là chứng tới A-la-hán luôn quý vị. Thật là quá kỳ diệu ạ. Quá kỳ diệu. Quá là kỳ diệu. Rồi sư trở về lại cái vấn đề, cái đề tài cũ, đề tài chính. Người giàu, kẻ nghèo, quý vị thấy rồi phải không? Kẻ nghèo là khổ rồi phải không? Đó, nó khổ nhiều mặt lắm, khổ mà không thể nào mà tả hết nổi đâu. À, khi nào mà người nào mà cảm nhận cái đó đi, trải qua cái đó đi rồi sẽ hiểu, hiểu rõ hơn. Đó. Cảm nhận cái điều đó đi rồi sẽ thấy nó rất là kinh khủng, mà thấy cái năng lực của phước báo. Có nhiều người là khi mà con bệnh rồi không có tiền đi chữa, không có tiền để chữa bệnh nó gì, ta đi xin, đi xin. Có nhiều người mà trong gia đình mà có người chết không có tiền mua hòm đi xin, đó. Đó là những cái khổ, một trong những cái khổ sư có thể thấy. Rồi một cái nữa là cái thứ bảy là chấm dứt nè, chấm dứt cái bài này: người có trí tuệ và người ngu đần. Cái người mà có trí tuệ đó là cái người này thường đến gần gũi các sa môn, thường gần gũi đến bậc thiện trí thức, thường gần gũi đến các vị này để học hỏi về lý nhân quả, học hỏi những cái thiện pháp, thiện nghiệp, những cái trí tuệ, làm thế nào để phát sanh được trí tuệ. Thì cái người này mà cứ đi tới đi lui học hỏi hoài thì người này phát triển trí tuệ. Cũng như xưa ngày xưa sư ngu đần dốt nát có biết gì đâu. Đó. Sư là người đời mà có biết gì đâu, ở ngoài đời tới hai mấy năm chưa gặp Phật pháp mà thì tới 25 tuổi luôn mà chẳng thấy có khi nào tới chùa làm gì. Cũng đâu biết ai là sư ai là thầy đâu. Đó. Nhưng mà luôn luôn lúc nào cứ đau khổ phiền não, đâu có biết làm thế nào mà giải quyết được. Mà cái nhân duyên nó đưa đẩy, sau khi mình vô mình tu một thời gian thì mình gặp được Phật pháp, mình ráng cố gắng để mình tu tập, mình coi thử trong này có cái gì mà hay mà ghê gớm để cho mình học. Đó. Thì sau khi mình học thời gian thì mình hiểu. Mà mình hiểu quan trọng nhất là khi mình hiểu được cái lời mà Đức Phật dạy trong kinh á, mình quan hỷ với cái lời đó, rồi bắt đầu mình suy tư cái lời đó, rồi mình thực hành cái lời đó, mình thấy nó có hiệu quả. Đó. Chẳng hạn như xin nói đơn giản thôi, nói những cái mà gọn nhất để mình dễ nắm bắt nè. Trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ á, ví dụ như là Đức Phật nói rằng là mở đề cái bài đó, ngài nói rằng là đây là con đường độc nhất làm thanh tịnh cho chúng sanh. Đây là con đường độc nhất làm thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Thì mình coi thử ngài nói rằng là đây là con đường độc nhất làm thanh tịnh cho chúng sanh, thì mình hành thử coi. Thì mình nghe pháp học được phải không? Thì mình hành thử coi, mình coi thử nó có y không? Quý vị hành nó bị biết à? Quý vị mà ngồi hành thiền ha. Quý vị hơi thở vô quý vị biết rõ hơi thở vô. Hơi thở ra quý vị biết rõ hơi thở ra. Tâm quý vị suy nghĩ biết tâm mình đang suy nghĩ. Đừng đi theo nó. Thấy không? Rồi thí dụ cái đau á sanh lên mình biết cái đau, rồi mình coi cái tâm mình phản ứng với cái đau như thế nào. Đó rồi âm thanh mình biết âm thanh, rồi mình cứ quan sát mấy cái đó hoài, thế một chập nữa thì mình thấy tự nhiên mình cảm nhận cái điều đó y chang à. Tại tâm thiện mà, đúng rồi, tâm thiện thì nó có rất là nhiều đặc tính như nó sẽ nói á. Tính này niệm này tàm quý này, vô tham vô sân này, là lúc đó cái gì không có tham không có sân trong cái thời điểm đó. Thấy không? Vô tham vô sân. Rồi bởi vì cái tâm cái gì á là cái tâm cái gì nó yên tĩnh. Gọi là tịnh thân tịnh tâm. Rồi nhu thân chúng ta mới nghĩa là cái lúc có cái thân của mình nó nhẹ nhàng. Thấy không? Mềm mại, nhu nhiến. Đó. Yên tĩnh liền, quý vị làm đi, quý vị thử đi, quý vị thấy à. Đó. Kỳ diệu lắm, Phật pháp kỳ diệu mà sư nói rằng là rất là hay. Một con người mà phiền não đau khổ cỡ nào mà gặp Phật pháp mà học rồi suy nghĩ rồi bắt đầu tu hành là bắt đầu tự một con người mà như vậy nó trở thành một người khác. Nó khác. Khi mà trở thành người khác mình thấy rằng cái đây là rất là hay. Rất là hay. Mà sư cũng có phước đó quý vị. Sư là phải nói là đại phước, nhưng mà sư gặp cái người đó rồi sẽ không bao giờ gặp lại. Sư ở về miền Trung, ở về Phan Rang mà tự nhiên có một cái người xuất hiện à. Năm 1996 xuất hiện. Mà sư không bao giờ lần đầu tiên thấy một người mà đẹp như vậy á.
Chưa bao giờ họ xuất hiện, bắt đầu tự sự tình cờ sẽ hỏi ông, mà mình có bao giờ mình nghĩ mình đi tu? Có bao giờ đâu, có khi nào mà cái chuyện tu hành ở trong đầu mình đâu. Tự nhiên nó khai khẩu sao? Tự gặp tay cái hỏi, sau này nếu mà mình muốn đi tu, người ta có, mình tới chùa người ta có cho mình tu không? Như là mình bị khai khẩu vậy vậy. Cái ông đó ông dòm xưa, cái ông rút ra cái viết, cái ông ghi từ cái chỗ đây thẳng vô đây là cái mũi tên, toán ở chỗ đây ngã ba Trị An đi xuống như này có cái thiền viện Phước Sơn. À, mà lúc đó vì biết ông chờ ở cái đường này là cái đường đâu có người ở, cái đường mình đi vô đường đất đỏ. Còn ở đây đâu có như vậy, ở đây là một cái rừng, có mấy cái nhà, có mấy ông sư à. À, vô đây là mới thấy khiếp đảm, không điện, không nước, rừng, cả đi du học Ấn Độ, sư lọt tọt vô. À, vô không biết đi giờ nào cho đúng, đi sao giờ tối ngay ngã ba Trị An là tới 1 giờ khuya. Rồi cứ đi tìm, cứ nhớ trong đầu không còn cái địa chỉ dục rỡ. Nhớ trong đầu, cứ hỏi người ta lâu lâu gặp người hỏi, mệt quá đi hết nở rồi, vừa khát nước mà vừa đói bụng nữa. Đi hết nở rồi, thôi lũi vô bụi ngủ đỡ rồi ngày mai tính tiếp. Ngủ bên nghĩa trang, vô đó đâu biết nằm đó. Khi gà gái giật mình dậy thấy cổng chùa trước mặt. Trời ơi, ủa cái chùa này nãy, cái chùa Phước Sơn, cái ông đó nói đây nãy. Nhìn qua xin lại thấy toàn là mã không à. Nói trời ơi, chẳng hôm mà mình ngủ như địa trời. Bởi vì thấy không, cái duyên này mà kỳ cục để hành đi tầm tài học đạo á, mà không có biết, phải chi mà mình có người giới thiệu hay là mình đến chùa một hai lần nữa phải không? Mình biết cái chùa như thế nào không? Đó, ta cho vậy cái bắt đầu cái nhớ cái đi à. Đó, trời ơi, đi vô đó nó khổ cho thấy. Đang ở ngoài sung sướng vậy, đi vô nó khổ cho thấy. 72kg mà còn có 48kg à. Ăn mì gói khô bể ăn. Trời ơi, cả đi Ấn Độ về, nhét vô trong bếp luôn, nấu bếp 3 năm, phục vụ cho chư Tăng. Rồi tôi lên xe di 3 năm nữa phục vụ cho các vị thiền sư. Rồi bắt đầu mới xuất gia thì khu. Đó, xuất gia thì khu giờ được 19 hạ rồi. Đó, còn lúc đó làm giới tử 3 năm. Mà sư không hiểu tại sao tu nổi hay á. Bây giờ sư nghĩ là sư không dám cái gì. Mình nghĩ lại chắc mình nghĩ chắc bị ai nhập sao á. Đó, ai nhập dẫn đi sao á. Chứ mình nghĩ là sao mình sẽ rùng rợn quá. Đó, cái gì nó đi qua đời mình nghĩ là mình thấy rùng rợn quá. Sao mà có thể đi tu cái kiểu đó được. Ăn uống đói khát kém như vậy mà. Bây giờ biết là nó đổi mà nó không có rau rồi ăn á. Mặt mày nó nổi mục quá, cục luôn. Đi xuống dưới mương này hái rau trai á, luộc ăn cho nó mát. Rau trai á, mọc theo xương á, theo mương á. Chứ có gì đâu, rau gì đâu ăn, ở đây đâu có ai bán, ở đâu ăn. Mà lúc đó làm giới tử mà cũng đâu có tiền đâu ăn. Đó. Thì thấy không, một cái cuộc đi tu rất là kinh khủng. Một thân một mình lặn lội từ 300 mấy chục cây số đi đến chùa tu. Đó. Không biết đường đi luôn. Chỉ mà cách đó là 4 năm sau. Cái địa chỉ đó là cách đó là 4 năm sau mới đi mà. Nhận cái địa chỉ đó đâu phải đi liền. Nhận cái địa chỉ đó là cái coi xong dục. Tại vì mình đâu đi tu đâu mà mình đi cầm chi. Là 4 năm sau bắt đầu có người yêu là chuẩn bị làm đám cưới đó. Chuẩn bị làm đám cưới mà nghe bài pháp bỏ đi đó. Cái này chắc ai dẫn mà. Đó. Đi tu á. Nhưng mà sau đó có hai lần sư về nhà nữa. Một lần mẹ sư kêu về nhà giúp cho gia đình, không phải là hoàng tục nhưng mà về nhà giúp gia đình thôi. Nhưng mà sư nghĩ cái số sư là phải ở ngoài đó không được đâu vậy. Sư về là cứ xong là cái bài cứ dẫn vô à. Sư về là phải đi vô à. Bây giờ sẽ đi 6 năm mới vô nè. Cái lần này là đi 6 năm mà lần trước sẽ đi 2 năm mà lần này đi tới 6 năm nè. Mà cuối cùng cũng phải vô nè. Nó ngộ lắm. Mình hiểu không nổi đâu. Thôi kệ nó bỏ đi, hiểu không nổi thì bỏ. Cái hiểu sao nói, đi tu kỳ vậy hả? Nhưng mà có một cái niềm mà sư quan hệ nhất là sư cảm thấy rằng là ngày nào mà sư còn sống với Phật Pháp thì sư thấy rằng là cái tâm của sư nó yên vui dữ lắm. Nó hoan hỷ dữ lắm. Đó, nó tỉnh thức dữ lắm. Đó, tại vì sư phân biệt được cái tâm bất thiện với cái tâm thiện. Đó, cái tâm bất thiện đó, nó làm cho mình bức xúc, bực bội, khó chịu, căng thẳng, trầm cảm. Có nhiều bài hay lắm vậy. Sư coi nhiều cái bài pháp ở chỗ sư biết sao mình mê vậy á. Mê mỏng coi hết bài này qua bài khác à. Đắm chìm á, mà thấy thích. Coi những cái câu chuyện pháp cú á, mê lắm, thấy nhân quả mê. Mê gì cũng đỡ chứ mà mê quýnh bài là mới mệt hả. Mê gì cũng sướng á. Đây là người có trí tuệ và người không có trí tuệ. Cái người mà không có trí tuệ là người không có học hiểu gì hết á. Không có trời, không có hiểu nhân quả. Thì thấy những cái người mà họ không có gần được Phật Pháp, không có tiếp cận được những cái người mà họ khổ sở, làm sao mà họ phát triển được trí tuệ cái gì? Không?
cái trí tuệ mà cái trí tuệ bình thường thôi mà nó có đôi khi nó cũng không có nữa. Chứ đừng có nói mà cái trí tuệ mà bởi vì tu tập mà để cho siêu xuất tam giới. Bởi vì tu tập đây là bởi vì tu tập xét bởi vì siêu xuất tam giới á. Bởi vì đi dần từ con đường tứ niệm xứ ha. Con đường tứ niệm xứ là con đường bắt đầu. Tứ niệm xứ là con đường một trong con đường bát chánh đạo. Thì nó là phải là chánh niệm không? Trong bát chánh đạo phải có chánh niệm không? Đúng không? Bát chánh đạo là có chánh niệm, mà chánh niệm là một trong bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo là một trong tứ diệu đế, là đạo đế. Mà đạo đế này thì đi ra niết bàn. Đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ chánh niệm. Đó. Thì chánh niệm đó, bát chánh đạo có 8 cái, bây giờ biết hết rồi phải không? Không có ai tu mà không biết bát chánh đạo hết trơn á. Phải không? Bây giờ đây biết bát chánh đạo phải không? Sao cười không là cười sao? Bát chánh đạo có 8 cái, đúng không? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn. Đây là con đường đạo quả. Chúng ta sẽ bắt đầu từ tứ niệm xứ. Bắt đầu đầy đủ là bát chánh đạo. Mà khi nào mà hội đủ nhân duyên gặp Đức Phật nói bài pháp là nghe là chứng đắc, là phải tu đi. Tại vì sao? Tại vì cuộc sống của chúng ta nó không có dài đâu, nó không có nhiều đó, cái quỹ thời gian sống hết rồi đó. Sở dĩ sư vô đây lại là sẽ thấy cái quỹ thời gian sống của sư nó sắp hết rồi, quý vị sắp hết rồi. Sư đi tu năm 29 tuổi, bây giờ 50 mấy rồi, 57 rồi, 20 mấy năm rồi, sắp hết rồi. Thôi còn lại làm những cái gì cuối cùng đó. Thì chúng ta muốn có trí tuệ đó, muốn hiểu các vấn đề nhân quả thì chúng ta phải thường thân cận các bậc chân tu, các bậc thiện trí thức. Sư nói lại là chân tu nha, thiện trí thức nha, chứ không phải là sư nói là mấy thầy mấy sư bây giờ nhiều thầy nhiều sư lắm. Nếu mà nói mấy thầy mấy sư là tôi không hiểu được đó. Chú không hiểu được là mấy thầy mấy sư tu làm sao mà tôi không hiểu. Nhưng mà ở đây là sư nói là mình phải thân cận với bậc thiện trí thức đó, bậc chân tu á, bậc mà luôn luôn mà thanh tịnh tam nghiệp á, thân khẩu ý, mình nhìn cái hành vi cử chỉ của cái người này tu hành như thế nào, nó phản ánh cái đời sống của họ như thế nào, mình hiểu. Mình hiểu là mình sẽ theo, mình học họ. Là mình học họ, không phải là mình họ nói gì mình nghe nấy. Sư cứng đầu lắm quý vị. Sư học mà không phải là sư tin, đụng đâu tin đó đâu. Sư nghiên cứu dữ lắm đó. Nghiên cứu dữ lắm. Chứ không phải ta nói sao mình tin vậy. Người ta nói sao mình tin vậy là mình giao cuộc đời của mình cho người ta rồi. Là hỏng. Nhưng mà mình phải dùng cái trí của mình để mình suy nghĩ, mình coi thử cái việc làm của họ nó đem lại cái gì, có lợi ích hay không, tâm của mình nó có bị chấn động hay không. Đó, mấy cái đó là mấy quan trọng. Nếu mà những cái phương pháp họ chỉ cho mình mà mình hành theo họ mà tâm của mình nó bị căng thẳng, bị chấn động, làm cho mình khó ăn, mất ngủ đó, thì thấy rằng là cái đây là không phải. Những cái lời dạy nào mà làm cho mình yên ổn tâm trí, sáng suốt, hiểu các vấn đề cuộc sống và những các vấn đề liên quan đến cuộc sống đó. Bỏ thiện làm ác là tâm của mình nó phải như vậy. Bây giờ quý vị muốn thích nghe quá, sư kể cái chuyện ngạ quỷ một cái. Cái chuyện ngạ quỷ là lúc đó sư còn là người đời quý vị đó, ở người đời. Mà cái vùng đó được gọi là cái vùng kinh tế mới. Sau khi nhà sư lên đó đó, thì tự nhiên thấy có một cái cây. Cái cây đó hầu như là không có ai chặt, mà nó sống đó hầu như cũng cả trăm năm rồi đó. To lắm, cái gốc của nó là ít nhất cũng phải là ba người ôm xung quanh cái gốc đó. Ba người thanh niên mà giang tay ra rộng ôm cái gốc là phải ba người. Rồi sư cất một cái chòi sở đó khoảng 2 năm là sư làm rẫy đó. Là sau khi sư không làm nữa thì sư mới đổi lên Đà Lạt á. Lúc đó sư làm cư sĩ á, sư làm trên Đà Lạt. Rồi khi mà những cái dịp mà lễ với Tết á, là sư thương mẹ sư lắm. Lâu sư đi về sư mua đồ cho bà, mua rất là nhiều đồ về cho bà. Thì cái buổi sáng hôm đó đó, ngồi uống cà phê xong rồi sư nói thôi để con ra con thăm rẫy cái hả. Thì cái cây bự đó thì mình đâu có biết là nó có cả một cái nhóm ngạ quỷ nằm ở trong đó. Mình không có biết. Mình người phàm mà mình đâu có thấy mấy cái người đó. Mấy mà sau khi mình vô mình học ở trong cái quy dự pháp á, thì cái người cõi và nghiệp á, thì mình mới thấy rằng là có ngạ quỷ. Thì sư vừa ra sư đứng ở chỗ cái cây đó thôi, bắt đầu tự sư dòm đó. Bao lâu mình dòm lại cái cảnh cũ mà. Cảnh cũ đường xưa mình cũng cảm thấy nó có khởi lên những cái gì rất là ngầm ngùi, phải không? Đó. Thì bắt đầu đi vô lại cái nó đau bụng mà. Đau chỗ cái hông trái này quý vị. Nó đau mà tự nhiên nó đau một cách rất là lạ thường, nó đau cắm đầu xuống luôn mà không có ngồi dậy được luôn.
cái đầu của mình đó, cái chân với mình là cái đầu của mình bắt đầu nó rút lại nè. Cái lúc đó má sư tưởng đâu sư bị đau ruột thừa chở đi cấp cứu, mà nó bắt đầu kể từ đó nó cứ đau hoài, bắt đầu ngày cũng như đêm mà đêm như ngày, đem xuống dưới bệnh viện họ làm tất cả các thứ, chụp CT, chụp nói chung là chụp hết tất cả các thứ trong cơ thể mình đó để coi có cái gì, mà thấy không có cái gì hết, mà nó đau mà nó đau kinh hoàng, đau mà đau không có nguôi ngoai á. Thì khi mà la quá ta sợ quá ta chích thuốc giảm đau, mà chích thuốc giảm đau mà chích vô xong rồi khi mà thuốc giảm đau nó hết thì nó đau lại. Thì sư nằm ở bệnh viện đó là đúng 7 ngày mà không ăn không uống gì hết, bắt đầu mặt mày nó tái nhợt à, da thì bắt đầu nó vàng như củ nghệ rồi, mà không có ăn mà không uống mà cứ ôm bụng la vậy đó. Thì bác sĩ nói với má sư, nói nhỏ với má sư, nói chị chở nhỏ này về đi chứ chị để này nó chết đó, chị chở nó về đi. Tôi bó tay, tôi không biết bệnh gì hết trơn đó. Nói nhỏ với má sư á, bà để đi nữa là nó chết đó. Đó, cái bắt đầu má sư biết bác sĩ bó tay rồi thôi chở về. Nhưng mà bây giờ thấy đây chỗ đây là mới hay nè. Trước cổng bệnh viện á là họ đứng một hàng xem đã ôm, mà 5 phút là đi một tài, 5 phút là đi một tài, một chuyến á. Thí dụ người trong bệnh viện ra thì cái ông A này ông chở đi rồi, thì cái người trong bệnh viện ra nữa thì ông B ông chở. Đó, cứ hễ đi ra là một người là đi một tài vậy đó. Thì ngay cái lúc mà dìu xe ra đó thì cái ông xe đã ôm đó út cái ông đó là đúng một cái ông thầy mà để chữa bệnh đó luôn. Bởi vậy thấy rất là mỏng manh không? Làm sao mình có thể được mình gặp được cái ông đó? Đó. Thì trong ngày đó và tháng đó là phải giờ đó luôn, là phải ra thì mới gặp được cái ông đó. Thì khi mà dìu xe ra gặp cái ông đó thì ông nhìn sư chăm chăm luôn. Cái ông nói với má sư ông nói là con của cô là nó bị người ta rồi, bị dạng như là bị người phước mặt á. Đó, nhưng mà giờ tôi chữa cho, ông nói vậy á. Cái ông chở sư về, từ đó mà chở về nhà sư khoảng 25 cây số. Quý vị biết không? Lúc mà chở sư về sư vẫn còn đau, để nằm trên giường đó. Thì ông ra trước cái chỗ nhà sân của sư á, ông nhìn ra ngay chỗ về cái cây đó. Mà từ cái chỗ cái sân nhìn ra cái cây khoảng 100 mét. Khi mà ông nhìn ra về cái cây đó thì ông thấy ông nói không phải là nói tiếng Việt nữa. Ông nói tiếng gì như là tiếng Bali gì đó. Đó, mà không phải là nói tiếng Việt nữa. Ông nói cái gì đó trao đổi á, không biết nữa. Trao đổi gì, bắt đầu cái ông vô, cái ông nói được rồi. Ông nói với ba sư là được rồi, ông biểu là dỡ cái áo lên. Ông sư thấy ông lấy cái lưỡi lam, ông cắt ra 4 lỗ luôn. Ông cắt ra 4 lỗ rồi cái ông thổi vô đó, cái ông nặng ra, bắt đầu cái tự nhiên nó hết đau à. Ôi trời, nó hết đau cấp thờ luôn mà nó rất là nhẹ nhàng, trở lại như cũ, không có gì hết trơn á. Cái tự nhiên nó cũng không có bị suy nhược vậy, trong mấy ngày không ăn uống vậy, nó trở lại bình thường vậy á. Thì ba sư ông hiếu kỳ, ông hỏi, ủa nó bị cái gì vậy? Ông nói là ở trên ngay chỗ cái cây đó, nó có một cái nhóm ngạ quỷ. Mà trong đó nó có một con quỷ chúa mà nó rất là thích con của chú á. Con chú á nó thường đi ra đi vô luôn mà nó muốn bắt về làm chồng. Đó. Nó vậy á, nó muốn bắt về làm chồng, nhưng mà ban đầu thì nó cũng giỡn thôi. Nó giỡn nhưng mà tay chân của hạ của nó bắn 4 mũi tên luôn dính vô chỗ đó đó. Đó, rồi bắt đầu ông đó ông coi hay, ông coi về cung mạng nữa, ông nói xưa là chưa có chết bây giờ. Ông nói bà phải thả ông này ra đi, ông chưa chết. À, xong rồi hai bên trao đổi sao không biết, rồi bắt đầu cái nó mới chỉ ông cách ông mới làm. À, ông vô ông cắt ra 4 lỗ, từ khi ông cắt ra cái sự hết luôn cái gì. Mà ông đó tên ông Tạo, ông đó ở dưới biển á, cho tới ngày bây giờ luôn sư không gặp ông, thì nói hôm nào đi sẽ xuống cái chỗ đó coi tìm ông lại. Trong đời sư có 2 người mà sư muốn gặp mà không gặp được, một là cái ông dẫn sư vô chỉ sư vô chùa đi tu, hai là cái ông đó. Đó rồi sau thời gian á, thì có một cái nhóm 4 người họ đến đó, họ xin chặt cái cây đó để họ, tại cái cây đó nó thẳng quá, nó đẹp quá. Họ thính chặt cái cây đó, họ cưa ra từng khúc, họ làm cái trụ để trồng trụ nho á. Quý vị biết không? Họ vừa cưa cái cây đó xuống hơn, cái cây đó ngã xuống, họ cưa ra từng khúc hết, nhưng mà 4 người đó chết hết luôn. 4 người đó chết, tại sao cái cây đó để 1 tháng mà không thấy đi chở, không chở. Cuối cùng hỏi ra là 4 người đó về nhà bệnh chết hết luôn à. Đó, cái này là những gì là sư thấy mà bản thân của sư kinh nghiệm qua đó. Rồi sư vô đi sư học Phật Pháp thì sư mới thấy rằng là có tới 31 cõi. Có tới 31 cõi mà trong đó có cõi ngạ quỷ nè, địa ngục này, Atula này, súc sanh. Đó, nói vậy. Bây giờ mình nói pháp tiếp nha. Có một cái bài nữa. Bài này cũng hay lắm. Bài này là bài sẽ đọc cái đề lên luôn. Bài này là Kinh Pháp Cú ở quyển 2 á, trang 752. Cái tích là tích của trưởng giả A Nan, cũng là cái vụ tái sanh. Đọc cái chữ Bali nè. Buddha mắt thí tha năng, mắt thí ý tí ba lô quý hàn nhá tí át ta hí át ta nô nát thí
Kuto Butta Kuto Tha Năng. Cái câu này ra tiếng Việt là: ta có con có của, kẻ ngu cứ lo âu, bản thân không tự chủ, nào con đâu của đâu. Ta có con có của, kẻ ngu cứ lo âu, bản thân không tự chủ, nào con đâu của đâu. Có gì nghe bài này chưa? Bài này cũng nói về vấn đề mà nhân quả phước báo, nói như là tái sanh. Tái sanh. Cái ông này là nó, ông này là trưởng giả, ông có tên là trưởng giả A Nan. Ông cũng giàu, trong cái thành đó ông cũng giàu lắm. Cũng giàu như cái ông này sẽ kể vậy đó. Rồi cái ông này đó, ông cũng lại là chôn của để dành. Chắc ngày xưa bên đó không có ngân hàng sao hả? Phải không? Sao họ cứ chôn tiền cái đất không vậy? Cái này cũng chôn của để dành nè. Chắc không có ngân hàng sao? Chưa không biết nữa. Thì cái ông này ông chôn rất là nhiều vàng. Nhưng mà đến giờ phút mà ông xét xử ông chết á, thì cũng không chưa có kịp chỉ cho con. Thì do nó cái tâm bổn sẻn của ông, nhưng mà ông này ông đỡ hơn ông kia. Ông đỡ hơn ông kia chút có nghĩa là ông sanh lên cõi người. Còn ông kia là sanh làm súc sanh. Mà ông này mà ông sanh lên cõi người mà ông khổ gì vậy? Thế ông còn khổ hơn con kia nữa. Con kia đôi khi chủ nó còn cho anh ăn ngon hơn nữa. Ông này ông sanh vô trong một cái gia đình được gọi gia đình cùng đinh đó, nô lệ, mà nó bị cộng nghiệp với nhau. Cả một ngàn gia đình mà cùng đinh nô lệ, người ta đang làm ăn, đi làm thuê làm mướn á, đang làm ăn ngon lành vậy á. Cái ông chết, ông tái sanh vô cái bà đó mang thai ổng á, rồi nó thất nghiệp cả đám luôn. Để tìm công việc không được, tìm rất là khó khăn đó. Bây giờ sư vô kinh, sư coi kinh rồi sư mới thấy rằng có cái nhiều cái chuyện mà ngoài đời người ta nói sao người ta có mang, người ta để cái người này ra họ làm ăn rất là, để đứa con vậy làm ăn rất là giàu có, mà có nhiều người có mang để đứa con này ra làm ăn rất là mạt. Bây giờ mình mới thấy rằng nó bị cộng nghiệp nè, nó bị cộng nghiệp đó. Thì ông tái sanh trong một cái gia đình đó, thì tự nhiên nguyên cả một cái xóm đó luôn, nguyên cả một ngàn gia đình đó, không ai kiếm được việc gì làm mà rất là khó khăn, cứ đói khổ hoài hoài vậy đó. Thì bây giờ họ mới tìm cách để họ bốc thăm á, biết vậy, có cái vụ bốc thăm mà để loại ra đó. Cuối cùng là loại ra là thấy ba mẹ ổng, cái cặp này có mang cái đứa bé này, thứ làm ăn có xui xẻo, rồi họ mới đuổi đi. Nhưng mà vì tình mẫu tử, bà này bà thương đứa con, bà ráng bà mang tới khi mà bắt đầu bà sanh nó ra luôn cho nó xấu, kinh hoàng là xấu. Trong kinh nó mô tả nó xấu dữ lắm, nó xấu mà mắt mũi thì nó không có đồng điệu với nhau, mà cổ thì nó ngoái lại như ngã quỷ gì đó đó. Thì mà ngày nào mà dẫn nó đi thì bà không tìm được việc làm, mà bà để nó ở nhà thì bà lại có nó nặng, cái nghiệp nó nặng quá vậy, cộng nghiệp vậy đó. Thì khi mà bà nuôi nó hơi trọng rồi đó, thì bà mới nói thôi, cha mẹ cũng ráng cố gắng giúp con tới đây, bây giờ con cũng lớn rồi, thôi giờ con tự sống đi, đưa cho nó cái bát đó. Ở trong thành này thì người ta thường làm từ thiện lắm, người ta cũng bố thí á, tự đi kiếm sống, đưa cho nó cái bát để nó đi kiếm sống. Thì đưa cho nó cái bát, cái nó đi vòng vòng sau cái tự nhiên cái đi tới ngay cái chỗ nhà cũ. Mà quý vị thấy rằng tự nhiên tới đó nó có cái cảm giác, tại cái kiếp này nó gần quá đó quý vị, thấy cảm giác là cái nhà này nhà của mình, mà ổng đầu thai qua mà ổng tới, đứa bé là ông bá hộ đó, tới cái đó, chỗ đó đứng dòm lâu lắm, bắt đầu cái đi vô cái nhà, mà nhà cái gian nhà ba gian, thì gian nhà này ngày xưa ông cất cho ai đó, thẳng vô do nó xấu quá, cái đứa cháu nội của ổng thấy nó sợ, nó khóc la lên là mấy cái người mà mấy người làm á, họ ra họ nắm đầu quýnh tròn tròn, lôi ra dục vào đống rác luôn. Thì lúc đó là Đức Phật ngài cũng đi bát đi ngang qua đó, là do nó ngài cười là đức Ananda thị giả của ngài mới hỏi cái lý do tại sao ngài cười. Thì ngài nói rằng là cái đứa bé này á, cái đứa mẹ ăn mày này đó, là nó là chủ nhân rất là giàu có của cái gia đình này đó. Rồi Đức Phật mới nói là Đức Ananda thì đi kêu cái ông con á ra. Kêu ông con ra thì hỏi là anh thanh niên có biết đứa bé nào mà ông nói không, tôi đâu có biết đứa bé này đó, tôi bao giờ gặp nó đâu mà biết đó. Thì ngài nói rằng là đứa bé này là nó là cha của ông á, kiếp trước á nó là chủ nhân của cái gia đình này đó. Trời, ông nghe mà ông đâu có tin, làm sao mà có thể mà tin được cái chuyện đó, không tin, không thế nào mà tin cái chuyện đó nữa, mình cũng không tin nữa đó. Thì lúc đầu ngài kêu tên, cái tên cũ luôn, cái tên quá khứ luôn. Ngài nói: này trưởng giả A Nan, ông hãy vô cái chỗ nào á mà giấu vàng ông chỉ đi, chỉ đi.
À, mà Đức Phật thì oai lực lắm quý vị. Đức Phật ngài oai lực lắm, ngài biết rất là rõ. Đó, ngài biết rất là rõ mà ngài biết cái người nào mà chứng đạo quả thứ mấy là ngài tới ngài nói. Đó, ngài thuyết pháp cho cái người đó là ngài biết cái căn cơ, cái căn tánh của người đó như thế nào, ngài nói cái là dính à. Đó, Phật mà. Đó, ngài trí tuệ ngài dữ lắm. Đó. Thành thử ra khi mà đứa bé nó vô nó chỉ cái chỗ đó là cái gì, môi là toàn là vàng không có gì, tiền không, ngọc ngà cho báu gì đó không. Đó, thì bởi vì nó có cái câu tích chuyện này. Ta có con có của, kẻ ngu cứ lo âu, bản thân không có tự chủ, nào con đâu của đâu. Không? Thành thử ra chúng ta sống ở đây á, trong cái dòng sanh tử luân hồi này, quý vị xin lỗi quý vị, chúng ta sống như là chúng ta đi đến một cái đôi khi mình hình dung như là mình đến một cái quán cà phê vậy á, hay là mình đến một cái quán trọ vậy á. Mình tới mình uống cà phê xong mình phải đi à. Chứ quý vị uống cà phê rồi quý vị ngồi ở luôn sao được. Đó, phải đi thôi à. À, mình tới quán trọ xong mình phải đi à. Đó, thì thân ngũ quẩn mình nó cũng vậy đó. Tới nó ngủ cà phê thì nói cho chơi, người ta uống cà phê thì ta nghe nhạc rồi sướng phải không? Mình tới uống cà phê là mình sống, mình sanh, mình tái sanh, mình sống trong cái cuộc đời này mình gặp rất là nhiều chuyện. Đó. Nhiều cái chuyện trong cuộc đời này lắm. Nhưng mà quý vị thấy không? Một câu thôi chẳng hạn như là trong là trong tứ diệu đế thì là trong tứ diệu đế mà khổ đế không? Khổ đế là có nhiều cái khổ mà mô tả trong đó. Tức là sanh là khổ phải không? Là già là khổ phải không? Bệnh là khổ phải không? Rồi muốn mà không được là khổ phải không? Cái chữ muốn này là nó khổ vô vàn. Thì thấy cái chữ muốn nè. Không đơn giản là muốn là khổ, nó chỉ vậy thôi thôi. Nhưng mà nó nhiều cái chuyện lắm. Ôi đời quý vị biết không? Cái người họ làm ăn á, họ không hiểu nhân quả. Chẳng hạn như họ muốn mình là phải phết trương lên. Đó, phải mình làm cho cái công ty mình nó lên, mạnh lên á. Đó, tiền của cho nó vô dồi dào á. Rồi thí dụ họ làm vườn á, họ muốn trồng một thứ cây gì đó, họ làm cho cái thứ cây đó nó nhiều lên, hoặc là họ làm thật là chất lượng lên. Nhưng mà đâu phải tất cả mọi người là đều thành công hết đâu quý vị. Sự chứng kiến này. Thì chứng kiến nè, có cái anh đó hơn, anh nói rằng là bây giờ mình có đất, nha, mình có đất, bây giờ mình làm nông nghiệp mà mình làm theo hữu cơ á, là mình sẽ làm giàu. Đó, rồi bắt đầu anh có một ít vốn, bắt đầu đi vay ngân hàng. Anh muốn mà, anh là sẽ nói từ muốn nha, người ta chỉ muốn làm ăn lương thiện thôi đó, chưa có nói tới là muốn tới vấn đề mà bất thiện nha, muốn tới bất thiện là càng khổ nữa. Đó, bắt đầu mướn nhân công, nhân đồ tới làm đủ thứ chuyện, đầu tư xuống đủ thứ chuyện hết. 2 tỷ bạc mà bắt đầu làm tới xong rồi tới nhiều khi một tháng gì là cứ lỗ 30 triệu à. Cứ một tháng lỗ 30 triệu, một tháng lỗ 30 triệu à. Đó, còn chừng 2 năm khi mà hái thu lên bán cứ một tháng lỗ 30 triệu à, không đủ tiền chi phí luôn. Đó, đó là muốn nha. Muốn nữa, nhiều cái muốn lắm, thấy nhiều cái muốn lắm. À, hai vợ chồng ưng nhau, sanh ra một đứa con, ao ước, khao khát, mơ ước có được căn nhà để ở. Làm tắt tằn tiền á, ăn mắm à, chắc chiêu từng đồng từng cắt góp được số tiền 400 triệu. À, bây giờ thấy người ta bán cái nhà 1 tỷ đẹp quá, mình phải có căn nhà, phải an cư lạc nghiệp, chúng ta phải có một căn nhà mới được. Đi ra ngân hàng 600 nữa bỏ vô, hàng tháng bắt đầu đóng lãi, rồi bắt đầu nó thất nghiệp. Đó, nó xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, nó xảy ra lớp là dịch giả, lớp là thất nghiệp, rồi bắt đầu nó lo. Tâm nó lo quá trời lo luôn, bây giờ nghĩ bây giờ để cái nhà là chết, bán căn nhà. Đó, bây giờ thấy không? Người ta muốn bình yên thôi đó, đâu phải bình yên. Cái người mà muốn là phải có phước. Đó. Không phải là muốn là được, thế gian này có nhiều cái muốn mà người ta sụp đổ lắm. Đó. Còn cái vụ ngoài cái dịch Nha Trang này, đây xin nói cái muốn, thành lấy nhiều cái ví dụ để quý vị thấy. Cái cô đó bây giờ cũng khoảng là 60-65 tuổi á. 65 tuổi mà ở cái vùng đó người ta làm tôm hùm, người ta trúng dữ lắm. Người mấy tỷ, mấy trăm triệu. Rồi năm đó là tự nhiên cái năm đó là cô không ngờ. Là sau khi cô có khoảng được 400, rồi cô vay thêm 400 ngân hàng nữa là 800. Bỏ xuống mấy cái đìa tôm nuôi. Ngay cả khi mà nửa tháng nữa bắt đầu chuẩn bị vớt tôm lên là bão vô. Bão vô đánh chìm hết tất cả những cái lồng tôm hùm tại cái vịnh Nha Trang luôn. Trời ơi, lúc đó là tôm là nó cứ trôi ra biển, cô đứng cô nhìn của cả của mình nó trôi ra mà cô nó còn muốn nhảy xuống cô chết luôn. Cô nói bây giờ nhảy xuống chết luôn cho nó sướng. Theo cuộc đời là nó phong ba bão tố như vậy đó, chứ không phải đơn giản. Không phải là mình nói tới đạo Phật là mình nói là sanh già bệnh chết, hay là mình nói tới cái chuyện mà bi quan như thế, không phải. Chỉ những cái nhân, những cái quả, chỉ những cái sự thật ở ngoài đời đâu, người ta đâu có nói cho mình nghe đâu. Vì thấy chứ, cái từ muốn thôi á đó. Đó là muốn mà cho nó có ổn định cuộc sống á nha, mà thấy nó còn khổ vậy đó, chứ chưa nói tới cái chuyện mà mình không hiểu nữa. Có một năm sư đi với ngài á, sư gặp nhiều cái câu chuyện á,
Tại vì ngài thiền sư là về để dạy thiền, thường là về ở Phước Sơn là dạy khóa thiền là 20 ngày, cứ khóa 10 ngày, khóa 10 ngày, hai khóa là 20 ngày. Sau khi 20 ngày đó thì bắt đầu đi các tỉnh, đi Hà Nội, đi Hải Phòng, đi Hương Yên, đi đủ thứ, ta mời đâu đi đó, cứ chỗ 10 ngày, chỗ 7 ngày. Thì do nó sẽ đi gì đó sẽ chứng kiến rất là nhiều cái câu chuyện trong cuộc đời này, mà ngay cả cái người Phật tử luôn á, cô tới cô nói như này, cô nói bạch ngài, con bây giờ sao con đau khổ quá. Hỏi cô đau khổ chuyện gì? Con có một ông chồng, một đứa con, mà đứa con trai này là đứa con một, con vợ chồng con là hy vọng cho nó dữ lắm, tụi con dồn hết sức lực tiền bạc cho nó ăn nó học, cho tới khi mà nó ra nó đổi đại học, nó thi cái bằng cử nhân, cái hôm đó nó về cái nó đi xe cái nó bị xe tung chết rồi, trời ơi nó chết rồi, bắt đầu con té con chết theo nó luôn đó. Thương quá mà, ái là sanh lo âu, ái là sanh sầu khổ gì đó, thương quá, thương quá mà nó bất trắc, nó có cái chuyện gì là chết khổ. Rồi bắt đầu bà vừa làm đám tang cho đứa con thì đúng một tháng sau là ông chồng bà chết, bà lại khổ tiếp. Mà bà đó là bà làm từ thiện nha, làm từ thiện mà ưa đi dạng như là bà cũng đưa đi tụng kinh mà gọi là trợ niệm á cho người chết á, mà cuối cùng bà không có hiểu được cái tâm bà. Thì khi mà bây giờ bà hỏi gì đó thì ngài thiền sư mới giải thích cho bà là bởi vì bà khổ đó là không phải những người đó, mà bà khổ là chính do nơi bà đó. Thì lúc ban đầu bà không hiểu thì chỉ với bà là bà khổ là do nơi bà, là do nơi cái tâm ái của bà đó, cái tâm ái của bà dính mắc với các cái đối tượng nó chồng với con bà nên mà khổ đó. Bây giờ bà muốn bớt khổ thì bà bỏ cái tâm ái đi đó, mà bà muốn bỏ cái tâm ái này là bà phải quan sát cái tâm ái này, tại vì chồng với bà và con của bà đó nó đến đây rồi nó cũng phải đi theo cái nghiệp của nó đó, nhân quả nghiệp báo mà, mình đâu giữ ai được, không thể giữ một người nào được với mình được hết nữa. Bản thân mình còn giữ được thì mình giữ ai, đúng không? Bản thân này không phải của mình đó. Bây giờ mình nói của mình, bây giờ mình có cái quyền hành gì trong thân này không? Bây giờ con mắt của mình bắt đầu nó đục, mình biểu mày đừng đục, đâu có chịu, đâu chịu nghe mình đâu, nó cứng đầu nó không chịu nghe mình đó. Cái tóc của mình bạc mà biểu mày đừng có bạc, mày đen hoài cho tao thì nó đâu có chịu, không chịu nghe đó. Mà mình xô gương mình thấy cái da mình nhăn quá, mình thấy mình xấu xấu mình cũng sợ nữa, mà bị đừng có xấu thôi, nó đâu có chịu nghe, nó vẫn xấu như thường à. Nó sanh diệt mà, sắc pháp là nó sanh diệt à. Nên thành thử ra mình sống mà mình gặp được Phật pháp, mà mình được nghe pháp, mà mình được tu thiền, mà mình được tĩnh tâm, trời ơi cái này là quý dữ lắm, mở cho mình một cái trí tuệ. Cái thứ nhất là mình biết cách làm cách nào để mình sống ở trong hiện tại này cho nó yên ổn trước cái đã. Tâm quý vị cứ điều đặn yên ổn trước á, thì quý vị sẽ hiểu rất là nhiều thứ. Nhưng mà sau cái khóa thiền á, thì sư để ý sau cái khóa thiền ngài thiền sư ưa nhắc nhở hành giả quý vị. Nhắc nhở hành giả là quý vị đến trường thiền này, đến chùa là quý vị học cái cách để tu thiền. Nhưng mà sau khi mà cái khóa thiền mà mãn rồi đó, quý vị nhớ đem những công thức này mình về đời thường đó, mình ứng dụng vô. Đó, mình ứng dụng vô có nghĩa là mình tu tại nhà. Mà cái phương pháp này tu tại nhà hay lắm quý vị, tu được á. Quý vị làm thử coi. Hồi bữa xưa đang đi vô nè, từ cái chỗ sư đi vô là tới 350 cây số, 350 cây số. Sư đang hãy mà nói tới cái chuyện này thì nó sợ chuyện kia, là nhớ một cái chuyện đi ra đi vô nữa. Có một lần thì đi vô, thôi thôi chở cái chuyện kia trước hả? Sư lần đầu tiên sư ở trong đây, sư đi về Phan Rang, về nhà sư á, thì mình nghĩ rằng là mình ăn mặn mà, thì mình ăn mặn thì mình ăn sao cũng được, lúc đó mình đâu có biết, mình cũng ngu ngơ ngơ phải không. Cái sư đi tới, xe nó đậu vô bán cơm, cái sư tới thì vô sư ngồi, đầu sư thấy người ta cũng ngồi, cái cô kia ra hỏi thầy ăn gì, nó cho sư dĩa cơm sườn, nó rất là vô tư, nó cho sư dĩa cơm sườn, nó nói hả cái gì thầy mà đi ăn cơm sườn à, cái nó la lên cái gì, nó la lên làm sư hoảng ấy, lần đầu tiên mà, tại mình nghĩ rằng là mình ăn mặn được, mình đâu biết đâu. Tự nhiên mình cũng ngơ ngơ ngác ngác mà nó ôi thôi đừng cho cơm gì cũng được hết, khỏi cơm sườn ơi, sợ quá. Nó la lên, nó nói chọ thầy tôi mà ăn cơm sườn à, làm sao hỏi, sao sợ quá đó. Cái sư nói thôi cơm gì cũng được hết. Cái bây giờ biết nó bưng ra gì, em nó bưng ra một dĩa cơm trắng, một chút cải luộc với 2-3 miếng dưa leo à, viên chén xì dầu à. Cái sư ngồi sư ăn mà ai cũng dòm nữa, tôi bể ra bể dĩa rồi, ai cũng dòm hết mà ăn nó ngưỡng muốn chết rồi. Thôi giờ ráng ăn cho nó no, giờ sao quê quá trời luôn. Lần đầu tiên ăn cơm mà bị vậy,
cái lần sau rút kinh nghiệm, biết không, rút kinh nghiệm cho cái lần này, lần sau là rút kinh nghiệm á, giữ kẻ. Cái xe nó chở mà chở nó thả một cái tiệm cơm khác đó. Cái tiệm cơm này á là một cái tiệm cơm là à, mà cái ông này là ông đàn ông chứ không phải là nhỏ gái kia nữa. Cái sư vừa tới, cái sư ngồi đó nó bụng quá, cái ông hỏi thầy ăn gì, nói cho sư dĩ cơm chay đó. Mà rút kinh nghiệm đó, cái ông này ông bưng cơm chay ra, ông bưng ra cho ông mình ăn mà ông dòm, ông dòm vai à, mà ông có đợi cho mình ăn cho xong hết rồi. Cái ông tóm nó, ủa con thấy mấy sư là bận y này là ăn mặn hết mà sao sư ăn chay. Ở trọ tôi ngớ ngẩn, tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Bên kia là mình ăn chay, ăn mặn thì nó la làng, bên đây mình ăn chay thì nó, ủa sao ăn mặn lại ăn chay. Ở trọ trọ, từ đó về sau hết dám ăn mặn, hết dám ăn chay luôn, vì biết sẽ ăn gì không, sẽ bỏ cái bánh là xong. Cái đi lên xe bỏ vô cái bánh trong cái tép á, cái đi tới đâu lấy cái bánh ra ăn là xong đó. Đi lên xe bỏ vô cái bánh là xong rồi, ăn xong rồi vô chùa luôn. Ăn chay cũng không được, ăn mặn cũng không được đó. Rồi xong cái bữa sư đi vô, sư đi vô cái sư đi xuống ở chỗ đó, sư ngồi sư ăn, sư ăn thì sư lấy cái bánh ra sư ăn, thì thấy cái ông đó, ông ngồi kề cái bàn sư cách khoảng chừng một mét thôi. Cái sư thấy ông đó, ông lấy cái điếu thuốc ra ông hút, biết không, mà mình thấy ông lấy cái thuốc ra ông hút là mình gai tin rồi. Thấy cái tâm nó dễ sợ, làm sao không có gì, mắt thấy cảnh sắc, không quy pháp giải thích là mắt thấy cảnh sắc đó, mà mình bắt cái tục đế. Nếu mà mình thấy cảnh sắc không á là mình không có bị sân hận, không có nổi tâm sân, mà mình bắt vô cái tục đế là cái ông này đó. Nếu mà cảnh sắc á, cảnh sắc là cảnh chân đế. Quý vị thấy cái nào mà nó đối tượng của con mắt của quý vị á, bây giờ cái này với lại cái này ha, như là 1.000 đô nó như nhau à, đó như vậy là cảnh sắc nè. Mà cảnh sắc thì đâu có cái tâm nào nó sanh khởi lên đâu, nhưng mà bởi vì mà cái này là nó khác nhau hết, là tục đế à, ha. Cái này là mình biết cái này là cái gì nè, cái bao của kiến này, cái này là cái máy đó, mình biết vậy là mình nắm tục đế. Khi mà mình thấy ông đó ông hút thuốc ông phà ra là tại vì cái tâm nó nói là tại vì người ta ngồi đó đông mà ông này hút thuốc ông phà ra, ông làm cho người ta bệnh, biết không à, ông này sao ông lại làm gì mà ông không có hiểu đó, do là cái ý của mình đó, biết không, nó chấp vô cái người đó, cái mùi á, hử cái mùi chỉ mùi thôi. Như vậy khi mà mình hành thiền á, mà mình đem cái thiền này mình ứng dụng tất cả mọi chỗ mọi nơi mà mình sinh hoạt á, là mình mới thấy được cái tâm sân của mình. Mà mình thấy được cái tâm sân của mình á, thì nó ngưng lại. Còn nếu mà mình không thấy tâm sân của mình là nó lên hoài, thì nó sẽ xảy ra chuyện á. Thành thử ra quý vị thấy cái người mà không có chánh niệm, không có kiểm soát tâm sân á, khi mà họ cãi vã với nhau á, tôi thấy trên mạng á, họ va quẹt một chút thôi, hai chiếc xe con á, cái chú này hơn rút cái cây sắt ra đập bởi cái cửa gương của cái xe kia liền. Đó là khi mà tâm sân mà nó khởi lên mà không kiểm soát được á. Rồi cái chú kia cũng nổi tâm sân lên nữa, lái xe tung chú này luôn, tung hai xe bởi nhau luôn đó. Mà xe là toàn là xe đắt tiền không gì, thấy không, sân hận một chút là may là nó chưa xảy ra án mạng đó. Thành thử ra chúng ta phải cẩn thận là chúng ta tu, là chúng ta đó quan sát. Khi mà mình đem mình về nhà rồi đó, có nhiều người họ đến có thiền họ tu, xong rồi bắt đầu họ chỉ tu trong khóa thiền thôi, tu trong khóa thiền, tu trong chùa thôi. Khi mà về nhà là ra khỏi chùa rồi là trách nhiệm rồi mất hết luôn, tại họ không có tác ý để mà quan sát, không có duy trì cái thiện pháp đó nữa đó. Mà bây giờ tác ý như thế nào nó dễ lắm, tại vì không phải là khó lắm đâu. Đức Phật không có chỉ cho chúng ta khó lắm đâu, ngài chỉ những cái mà hình như là gần gần không à, mà chúng ta không có chịu làm, chúng ta làm thì chúng ta mới thấy. Đức Phật nói những cái gần gũi là nhiều nhất. Chẳng hạn bây giờ thí dụ là ngài nói trong kinh Tứ Niệm Xứ, đi đại tiện biết đại tiện, tiểu tiện biết tiểu tiện, ví dụ tâm có tham biết tâm có tham, tâm có sân biết tâm có sân, tâm có chánh niệm biết tâm có chánh niệm, không, tâm có định biết tâm có định, tâm tán loạn biết tâm tán loạn. Đó trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, bài kinh gốc đó nha, đó, tài liệu gốc đó. Như vậy thì mình là người, mình là có thân tâm, mình đi chỗ nào cũng có hết trơn á, ngay cả mình nằm trên xe mà mình khởi lên cái tâm gì mình chánh niệm mình cũng thấy nó nữa, thấy không, nó có sân mình chánh niệm là nó thay đổi chức năng tâm rồi. Thí dụ tâm mình nó đang tán loạn, mình chánh niệm cái thì nó thay đổi chức năng tâm rồi, từ cái tâm tán loạn, mà tâm tán loạn là tâm si phóng dật. Và bây giờ tâm nó thấy cái tâm đó là tâm này, tâm chánh niệm, mình duy trì cái này hoài thì mình duy trì được thiện pháp. Mà mình phải tập cái gì á, tại sao, tại vì cái tham sân si là luôn luôn nó có à, mà cái thiện á là phải gì, phải làm nó mới có, ngộ vậy á. Cái tham sân si là nó có à, thì mình nhìn mình thấy cảnh sắc là mình thích. Mình không tin đây, mình không có chánh niệm mà ai mà tới dâng cho mình một cái bộ y á, trời cái vải mà sao nó mềm quá, mà nó mịn quá, mà nó mát quá, mà bận vô thấy nó rất là, vô cái da của mình nó cảm thấy rất là sung sướng, nó rất là nhẹ nhàng, mà nó rút mồ hôi nữa, thích cho coi, thích đó.
Quý vị có nghe cái câu chuyện vị sư mà thích bộ y sanh thành đệp không? Đó, đó. Dính mắt bộ y trước khi chết á, cái câu chuyện đó sư không coi. Vậy mà cuối cùng mà phải sanh làm con rệp mà nằm trong bộ y tới 7 ngày á. Đó. Cái sư nghe cái câu chuyện đó hồi bữa nhóm Phật tử với Phan Rang họ lên họ dưng cái sư bộ y. Là ban đầu sư cầm vô cái thấy cái bộ y nó mềm mềm mà cũng mát mát. Đó, cái sư nghe cái bộ y có câu chuyện nghe lóng thoáng thôi nó thôi bỏ đại đi. Nó mềm mềm mát mát chắc thôi bỏ đại đi. Cái sư bỏ hôm đó. Đó, sư bỏ hôm đó thì rồi thôi. Thì thôi, hình như là trong cả năm á. Cả năm mà bữa ông thì từ từ ông ra. Ông ra cái sư sọn y cái tôi đưa cho ông nghe tôi nói không biết người ta dưng tôi cái bộ y này. Mà không biết y gì ấy, mà tôi thấy nó cái vải này mềm á sư à. Cái ông cầm lên ô ở đâu vậy? Ở đâu ai dưng sư bộ y này đỉnh đó nha, bộ y này y tốt nha, mấy triệu bộ nha. Cái tôi nói gì hả? Thôi đưa đây. Ở trò ba cả năm trò mình dục đó mình đâu có nghĩ tới. Tới giờ khi mình nghe tao nói bộ y này bộ y đẹp bộ y tốt cái mình lấy à. Đem vô đây luôn cái gì đang để góc kìa. Còn mai mốt còn đem lên cho vị kia sửa nó bận tại nó dài quá. Đó, tâm mình nó gì á? Thích. Thì thôi bây giờ mình cứ từ từ mình đập thôi chứ giờ sao? Mình còn phàm là phải còn tham sân si. Nhưng mà từ từ mình đập nó mình biết cái sự nguy hiểm đó bây giờ thì dù mình biết là phải không? Thì bây giờ có phước thì người ta dưng mình thì mình cứ bận thôi. Đó. Mình bận thôi nhưng mà mình phải thấy nó trước đã. Mình thấy nó gì á? Tâm người nào là người đó biết à. Quý vị ăn thử cái món ăn đi. Đó. Quý vị ăn thử món ăn, nếu mà món ăn nào mà mình ăn mình cảm thấy rằng là nó cảm thấy mình ăn mà mình cảm thấy mình ghét, bực bội, khó chịu, mình cảm thấy nó không thích khẩu vị mình không thích cho coi. Mấy cái tâm này là cái tâm sân mà gọi là sân nguy tế quý vị. Đó, nó có hai ba dạng sân mà nó từng từng lớp lớp. Dạng là cái sân mà sân thô thiển là sân nó đánh người giết người luôn gọi là sân ác. Còn cái sân mà sân nguy tế là quý vị không thích mà người ta không biết. Đó, hai người đúng nói chuyện ở bề ngoài rất là thân mật. Nhưng mà bên trong á người này đâu có thích người kia đâu. Nhưng mà họ đâu biết đâu, tại cái sân là sân quy tế. À, sân quy tế. Nên là thử ra, chúng ta tu thiền là chúng ta chánh niệm thường xuyên chúng ta mới thấy lục căn của chúng ta nó tiếp xúc cái lục trần, có nghĩa là mắt, ha, tai, mũi, lưỡi, ha, thân, ý chúng ta suy nghĩ nó tiếp xúc cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. À, khi mà chúng ta mà có chánh niệm, chúng ta thường xuyên quan sát á, là chúng ta mới hiểu được phiền não nó phát sanh từ đâu. Từ nhãn căn hay là từ nhĩ căn hay là từ tỷ căn hay là từ thân căn. Đó. May ra chúng ta mới loại bỏ bớt cái ác bất thiện pháp. Chúng ta mới phát triển cái thiện pháp. Mục đích của vị đi tu là vậy thôi chứ có gì đâu. Đúng không? Mình tham sân si nó quá dày đặc. Mình tu tập để mình làm cho tham sân si nó mỏng lần bớt lần rồi để cho mình có cái cuộc sống đó, nó yên ổn ở hiện tại rồi mình phát sanh trí tuệ mình muốn tu tập để mình giải thoát. Mình trở thành các bậc A La Hán thì mình giải thoát, mình không còn sanh tử luân hồi nữa. Thì đạo Phật có mục đích là tu tập để giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi chứ có đi đâu, có còn phương pháp nào nữa. Nhưng mà phải đi cho đúng đó. Mà trước nhất mà muốn đi cho đúng là phải học. Học cái cách, nhất là coi trong mấy cái bộ kinh đó, coi thử Đức Phật nói cái gì, dạy cái gì, rồi thực hành coi thử ra làm sao đó. Nếu mà mình cảm thấy rằng là cái này là được á, đúng á, đi. Vậy thôi. Cứ tu hoài tu mãi, đâu phải mình tu một khóa thiền đâu quý vị. Không phải mình tu một khóa thiền mà hai khóa thiền đâu. Mình may mắn lắm á, là được người ta hội tụ như thế này. Có một cái khóa thiền như này. Mình tu dạng như là đồng tu á quý vị. Đồng tu, mình tu có người này người kia. Mình cảm thấy mình tinh thần nó phấn chấn phải không. Tại vì mình mở mắt ra mình thấy tất cả toàn bộ mọi người đều tu hết. Thì nó làm cho cái tinh thần của mình cũng tu theo. Nó như vậy thì mình nhờ cái hội chúng. Mình nhờ hội chúng vậy thì mình có nghe được Phật Pháp đó. Mình có được cái cách người ta chỉ cho mình tu thiền đó. Thì đó là cái việc mà mình phải học để mình hiểu. Rồi sau khi bắt đầu mình biết rồi đó, đâu phải mình cứ khó thiền mình duy trì hoài gì đâu, thấy không? Nhất là mấy vị cư sĩ nữa, sau có thiền về là cái gì mình cũng phải làm ăn nữa chứ, còn gia đình đó. Còn mấy vị sư, mấy vị cô thì phải tiếp tục đó, nó không có khác đâu, tứ niệm xứ thôi, chỉ có một con đường này Đức Phật nó chỉ có một, tứ niệm xứ có một, đi tới Bát Chánh Đạo, đi qua luôn ra Niết Bàn luôn, chỉ có một. Mà nhất là trí tuệ là phải phát triển cái đó. Còn người nào mà giảng pháp mà đưa đến giải thoát á, mà không phải giảng tứ niệm xứ Bát Chánh Đạo là cái đó nó không đúng. Giảng cỡ nào nó cũng chỉ có là Bát Chánh Đạo thôi, Bát Chánh Đạo mới ra, đúng không? À, tứ diệu đó là có này, khổ đế này, tập đế này, đạo đế này, diệt đế này. Tập đế là đó là nguyên nhân nó sanh khổ nè. Tập đế là sở hữu tham đó,
Đó, cái đó là nguyên nhân nó sanh ra cái khổ, mà phải cắt cái đó đi. Nó có hai cái mà làm cho chúng ta sanh tử luân hồi là vô minh và ái dục. Vô minh là ái đó, làm cho chúng ta tu tập là chúng mình thấy là bậc đạo quả tu đầu quần, thấy không? Cái tầng thánh đầu tiên á là ngài bỏ bốn cái tâm tham mà hợp với tà kiến, thấy không? Bậc đạo quả tu đầu quần đầu tiên á, trong 12 tâm bất thiện á, ngài bỏ bốn cái tâm tham mà tương ưng với tà kiến. Bậc đạo quả thứ hai là tư đà hàm á, làm giảm nhẹ cái cường độ của ái dục và sân, mà vẫn còn sân nha, nhưng mà cái sân này bắt đầu nó giảm. Tới từng đạo quả thứ ba đó là cắt luôn hai tâm sân, cắt luôn ái dục. Đó. Nếu như vị này mà cắt hai tâm sân rồi đó, cắt luôn cái tâm ái dục đó, mà vị này chưa đắc a la hán. Nếu mà đắc a la hán hán thì sau khi này chết thì vị này mới niết bàn và không còn sanh lại, nhưng mà mới có từng đạo quả thứ ba, rồi sau khi chết là đi về đâu? Thì trong quy pháp giải thích rằng là sau khi chết thì vị này sẽ, nếu mà không có tu thiền chỉ á, thì vị này sẽ sanh về cõi thấp nhất là cõi sơ thiền. Nếu mà vị này có tu mà đắc tới ngũ thiền á, thì vị này sanh về một trong năm cõi ngũ tịnh cư, rồi ở trên đó đó tu tập a la hán luôn. Còn quý vị mà vị này mà sanh thí dụ đắc cõi thiền nào á, thì nó tương ứng thì vị này sẽ sanh về cõi thiền đó, sẽ chứng đạo quả trên đó luôn, không có xuống cõi dục này nữa, không xuống cõi người nữa, không xuống cõi chư thiên nữa. Thì mục đích của chúng ta tu tập là cũng mục đích giải thoát thôi, có gì đâu. Hay là ai ở trong đây chúng ta còn muốn có thân nữa, đúng không? Muốn sanh lại không? Không, không, nhưng mà vẫn sanh lại á. Phải đầy đủ ba la mật quý vị, phải đầy đủ ba la mật. Đầy đủ ba la mật nghĩa là ba la mật là những cái công hạnh tu tập á, không? Ba la mật là những công hạnh tu tập, bố thí ba la mật, không? Trong đó là xuất gia ba la mật, rồi nhẫn nại ba la mật, chân thật ba la mật, rồi xuất gia ba la mật, không? Đó là mười pháp ba la mật đó. Đó. Ba la mật đó là phải đầy đủ ba la mật. Kiếp đó là sanh ra là phải là người tam nhân nữa. Đó. Ba la mật này, người tam nhân này, tu hành này, tu thiền chỉ đắc thiền chỉ này, tu thiền quán đắc thiền quán này, gặp Phật nói là tu là có khả năng đắc đạo quả này. Đó là người đó, gọi là khi mà đắc đạo quả nó đầy đủ nguyên nhân. Mà sau khi mà đắc đạo quả rồi thì người ta chết thì người ta còn sanh lại, mà cái người đó chết đâu sanh lại, gọi là niết bàn, mà vô vi niết bàn. Bây giờ cứ tiếp tục đi, bây giờ có phước á, tôi rất là chúc mừng quý vị thấy mà tu tập gì hoan hỷ dữ lắm, hoan hỷ dữ lắm, kể ngày đỡ ngày, dù sao mình cũng tích lũy được phước báo, phải không? Một ngày mà tu tập gì là phước báo kìa. Trưa xưa có kể cái câu chuyện của cái người mà tu sai á, tu sai là quý vị, có nhớ trong bộ kinh là có cái người mà tu hành con chó không? Cái người tu hành con chó, tu hành con bò, đó phải không? Vào thời Đức Phật á, có hai vị tôn giả tu phương pháp mà trật, quý vị thấy không? Mà tu phương pháp trật là chúng ta cũng không thành tựu. Một người là tu hành con chó, một người tu hành con bò. Hai người này thực hiện cái phương pháp này là tới 2/3 cuộc đời. 2/3 cuộc đời. Mà ở bên Ấn Độ thì mình coi, mình nghiên cứu, mình thấy họ tu nhiều cái cười lắm. Họ tu lõa thể, rồi tu hành con bò, hành con chó. Thì con bò nó sinh hoạt, nó ăn uống như thế nào thì mình phải bắt chước nó y chang như luôn. Là con chó nó ăn uống như thế nào là mình bắt chước y chang như luôn. Mà họ tu là coi như là tu là mãnh liệt á, tu hoan hỷ á, tu gọi là thích thú á, tu làm cho tới luôn á. Nhưng mà có một hôm gặp được bậc đạo sư, gặp Đức Phật á, mừng lắm, đã muốn tới hỏi ngài, tại vì nghĩ rằng là ngài là bậc thông tuệ mà, ngài chắc có lẽ là ngài biết mình là cái kết quả của mình sẽ thành tựu như thế nào, đã để nói cho mình, để mình cảm thấy mình rất là hoan hỷ vui vẻ. Nên bạch Thế Tôn ngài, nếu như mà ngài là cái người thông tuệ thì ngài cho tụi con biết rằng là cái phương pháp của tụi con tu tập như vậy là cái kết quả của nó đi như thế nào, đi tới đâu. Thì Phật nói, ban đầu thì Phật không muốn nói đâu, nhưng mà thế thì Phật cũng phải nói. Phật nói rằng là nếu như người nào mà tu tập hạnh con bò, bắt chước con bò mà làm y chang như con bò luôn, thì sau khi mà chết thì sanh làm bò. Người nào mà tu tập con chó, làm y chang như con chó luôn, sau khi chết rồi sẽ thành con chó. Đó. Trời, nản quá gì hả? Nản quá, nản. Lúc có tâm tinh thần nó xuống, xì sụp. Đó. Nản quá, lăn ra khóc. Đó. Nản quá, lăn ra khóc. Đó.
biết bao nhiêu năm mà tu như vậy mà tự nhiên có người nói cho mình biết rằng là cái kết quả của mình nó như vậy thì thôi quá nản. Đó. Rồi xong bây giờ biết sao, một ông là khi mà nghe Đức Phật nói vậy á, tự nhiên một ông là xin là quy y với Đức Phật, còn cái ông mà tu hành con chó đó thì xin quy y với ngài luôn, xin quy y, xin làm vị tỳ kheo á. Nhưng mà do nó mấy cái người này là ngoại đạo biết không, mà trước khi mà muốn nhập á, thì phải cách ly trước 4 tháng, nhưng mà ông này ông nói 1 năm luôn, 4 năm cũng được, nhưng mà quan trọng nhất là sau khi ông tu tập thời gian ông đắc được đạo quả a la hán, có gì thấy hay không? Như vậy thì cho rằng là dù cái người này ngoại đạo nhưng mà cái người này là đầy đủ ba la mật nè, đúng không? Người này đầy đủ ba la mật nè, mà cái người này cũng là người tâm nhân nè. Nếu mà nói theo quy y pháp, người này là người tâm nhân nè, đầy đủ ba la mật nè, nhưng mà cái phương pháp của hành bị trật, mà cũng may là gặp Phật. Đó, cũng may là gặp Phật. Nhưng mà có nhiều người mà người đó là người tâm nhân, đầy đủ ba la mật, nhưng mà gặp Phật luôn mà không chứng được đạo quả. Quý vị còn nhớ ai không? Cái câu chuyện này là của hai vợ chồng của ông già mà đi xin ăn đó. Nhớ không? Hai chồng của ông già mà đi xin ăn đó, khi Đức Phật mà đi khất thực á, tới thấy hai ông bà đi xin ăn á. Rồi Đức Phật mới nhìn, rồi Đức Ananda hỏi đó. Đó, rồi bắt đầu Đức Phật mới giải thích là hai ông bà này nếu như mà cái thời thanh niên á, mà ông bà này mà chịu khó mà lo làm ăn á, tích lũy tài sản, thì hai ông bà này vào cái thời thanh niên á, thời thiếu niên á, thì hai cái người này là coi như là trưởng giả trong cái vùng này. Tại cha mẹ giàu lắm, cha mẹ sau khi mà chết để lại một gia tài rất là lớn. Nhưng mà do này ông này ông không có phải là cái người tu, ông không có giữ giới, ông đi uống rượu á, ông tiêu hết luôn, ông phá hết tất cả cái gia tài luôn, cả hai bên của ông lên bên vợ ông luôn. Rồi cuối cùng là bắt đầu ông bán hết tất cả đồ đạc, rồi cuối cùng dài dài ông bán luôn căn nhà. Sau khi đó bán căn nhà rồi ta đuổi mình đi ra ngoài đường, thì ông đi ăn xin, thì cái giờ chót cuối cùng ông mới gặp Phật. Thì Đức Phật mới nói rằng là nếu chi mà ông cái thời thiếu niên mà ông tu tập á, thì ông là cái người đắc được A-la-hán, bà vợ ông là đắc đạo quả thứ ba đó, A-na-hàm. Còn nếu mà cái thời trung niên á, mà ông chịu khó tu tập, ông chịu khó làm ăn á, thì ông là đệ nhị tài sản trong vùng này, và ông cũng sẽ đắc được đạo quả A-na-hàm, bà vợ ông đắc Tư Đà Hường. Mà giờ cái thời kỳ mà lão niên á, mà chịu khó làm ăn á, thì đệ tam bá hộ. Mà về cái thời mà lão niên mà vô mà xuất gia đó, ổng thì chứng đạo quả thứ hai, bả thì chứng đạo quả thứ nhất á, Tư Đà Hàm, Tư Đà Hường. Nhưng mà ngài nói bây giờ nó trễ rồi, không kịp nữa, là bởi vì thấy rằng là gặp Phật luôn á nha. Đó, nhưng mà cái duyên không được. Người tâm nhân là Đức Phật nói như là gì, đúng là gì nữa, người tâm nhân đó, người sanh không kiếp là người trí tuệ rồi, mà ba la mật cũng đầy đủ rồi, nhưng mà có điều cái là không gặp sớm thôi. Bây giờ nói ra cũng đâu hiểu nữa. Ví dụ cái người mà già mà lú lẫn mà gì, tôi nói pháp họ hiểu không? Họ đâu hiểu. Bởi vì phải biết rằng là thí dụ cái người mà có tu tập chẳng hạn như là có người họ nói là bây giờ là mẹ tôi bây giờ sắp sửa lâm chung rồi, bây giờ sư tới sư nói cho mẹ tôi 1-2 câu kinh gì để cho bà hiểu, để bà nghe cho bà khỏi đi tái sanh vào trong mấy cái cảnh khổ. Nhưng mà tới nói bà đâu hiểu, là tại vì bà mấy chục năm thói hư tật xấu rồi, thấy không? Như bà ăn trầu, bà uống rượu, rồi bà đánh bài, rồi mình nói mấy này bà đâu hiểu. Đó, không thể nào hiểu được. Mà mình muốn nói cho cái người đó là cái người đó phải cái người có tu thì nói được. Tụng kinh nó cũng vậy quý vị. Không phải người nhà mình ai, người nhà mình là mình thấy thì mình tu bên Hội Thái, bên Hội Phái Nguyên Thủy, mà mình thấy gia đình mình có người sắp chết, cái mà mẹ mình thì tu bên Nguyên Thủy, mình thích kinh Nguyên Thủy đi, tính kinh Bali đi, ví dụ đi, mà mẹ mình không thích. Đó, mà thí dụ tới chừng mẹ mình sắp sửa chết, cái mình thỉnh Chư Tăng về tụng kinh, mẹ mình đâu có biết đó là cái gì. Khi mà tụng lòng ào cái đi luôn á. Đó, không hiểu cái tiếng kinh. Đó, người ta phải hiểu, người ta mới hoan hỷ. Nó còn cái này là ta không hiểu. Ta không hiểu đó là gì nữa. Thôi được rồi quý vị. Sư thấy là tới đây là chắc đủ rồi đó. Tại vì sư đã nói với quý vị rồi, cái thứ nhất là sư sẽ nói cái chủ đề bài pháp là chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, rồi sau đó là sư nhớ gì sư nói nấy. À, nói cũng như là nói theo cái cách là chia sẻ thôi mà, đúng không? Chia sẻ Phật pháp, cùng học cùng tu vậy thôi. Đó. Nhưng mà sư nghĩ rằng là chắc có lẽ là sư không gặp cái gì nữa đâu. À, tại sư đến đây cũng như là ngọn gió qua là cái nó đi lại vậy đó, bay tới bay lui vậy, bay mất luôn. Đó. Tại vì khóa thiền là khóa thiền của sư Hành Tệ. Đó. Sư Hành Tệ là cái người để tổ chức khóa thiền này. Thế ra sư là cái người gọi là hữu duyên mà tình cờ á,
hữu duyên tình cờ gặp được quý vị thì thôi, duyên nó vậy thì gặp vậy thôi. Cũng như là cái buổi tối hôm nay là sư chia sẻ cho quý vị những cái gì mà trước đây sư đã từng trải qua đó, sư đã từng tu tập ở tại thì Phước Sơn, thì hôm nay sư có mặt ở đây thì sư nói một bài pháp để cùng tu hành cho quý vị. Thì trong quý vị pháp quý vị thấy không, cái tâm thiện thì nó làm việc bố thí này, trì giới này, cung kính này, phục vụ này, thính pháp này, thiết pháp. Thì bây giờ sư đang làm cái chuyện thiết pháp, quý vị đang thính pháp, thì đây là nó là một trong 10 điều thập thiện nghiệp. Thì cũng cầu mong cho cái thiện thập thiện nghiệp này để giúp đỡ hỗ trợ chúng ta đóng góp một phần công đức trong cái cuộc đời của chúng ta. Thì sau cái quả phước của cái thời pháp này thì sư cũng chú nguyện đến tất cả quý vị ở đây được luôn luôn tinh tấn tu hành, sớm đoạn toàn khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bhavatu samba mangalang rakhantu samba devata samba buddha nupave nasada swati phavantu te. Bhavatu samba mangalang rakhantu samba devata samba thamma nupave nasada swati phavantu te. Bhavatu samba mangalang rakhantu samba devata samba sangha nô phá quê na sa đa xóa thi pha hoàn tô tê. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tô mỹ mãn, cho được thành tô mỹ mãn, cho được thành tô mỹ mãn.